Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón trùm tai họa tiết người nhện xinh xắn như thế này ha. Mặt sau thì mình cũng có làm họa tiết mạng nhện. Và mặt trước thì trang trí thêm hai mắt. Mẫu này thì mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc cho toàn bộ phần thân nón. Các bạn có thể áp dụng để tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo một mũi móc đơn. Do cái mẫu nó này mình móc sẵn ốc cho nên các bạn sử dụng cho mình một cái kim đánh dấu. Mình sẽ đánh dấu vào cái chân mũi móc đơn này và cũng là chân móc đầu tiên của vòng móc thứ nhất ha. Khi được một mũi móc đơn rồi các bạn tiếp tục móc cho mình 8 mũi nửa kép. Nửa kép thứ nhất nè, Mũi nửa kép thứ 2 nửa kép thứ 3 Mũi nửa kép thứ 4 Mũi thứ 5 Mũi nửa kép thứ 6 Mũi nửa kép thứ 7 Và mũi nửa kép thứ 8 8 mũi nửa kép với chân mũi móc đơn đầu tiên thì ta có tổng cộng là 9 mũi móc Tạo ra 9 chân cho vòng móc kế tiếp nắm sợi len ngắn ở phía sau quốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Ta sẽ hoàn tất được vòng tròn đầu tiên tạo ra chín chân móc cho vòng thứ hai. Do mình móc sẵn ốc cho nên mình sẽ không kết mũi, mà các bạn sẽ di chuyển kim luôn cho mình đến cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc phía dưới. thì nó cũng là cái chân móc đầu tiên của hàng thứ hai luôn ha. Tháo kim đánh dấu ra móc vào đó hai mũi nửa kép cùng chân móc và chân mũi móc đơn á. nửa kép đầu tiên nè và mũi nửa kép thứ hai cùng chân móc. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi nửa kép đầu tiên nhé. Đây là cái chân móc bắt đầu cho cái vòng móc thứ hai nè. Vòng đầu tiên có 9 mũi tạo ra 9 chân cho vòng thứ hai thì 9 chân đó mỗi chân móc cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc. Chân đầu tiên đã móc rồi nè. Chân thứ hai cũng móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Chân móc thứ ba cũng móc hai mũi nửa kép. Móc tương tự cho mình cho đến chân cuối cùng. Khi móc đến cuối vòng thì vòng này mình sẽ tăng lên được 9 mũi móc, tức là mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi nửa kép ha. Đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ tháo cho mình kim đánh dấu ra. Móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là cái chân mà mình vừa tháo nè. Móc vào đó một mũi nửa kép. Đánh dấu lại vào chân này ha. Đây là chân đầu tiên của vòng móc thứ ba này. Được mũi nửa kép vào chân đầu tiên rồi, chân thứ hai sẽ móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. như vậy là ta sẽ được cụm móc như thế này một nửa kép xen hai nửa kép cùng chân các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng chân kế bên một nửa kép nè chân kế tiếp hai nửa kép cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc thứ hai tiếp tục cụm thứ ba hả một nửa kép hai nửa kép cùng chân móc móc tương tự đến cuối vòng cộng thứ chín nè một nửa kép hai nửa kép cùng chân móc cũng là cái chân cuối cùng luôn nha như vậy là vòng thứ ba của mình cũng hoàn tất và mình sẽ có tổng cộng là chín cụm móc như thế này ha cụm đầu tiên nè cụm móc thứ hai nè cụm thứ ba cụm móc thứ tư cụm móc thứ năm cụm móc thứ sáu cụm móc thứ bảy cụm móc thứ tám và cụm móc thứ 9 ta tăng được 9 mũi móc cho cái vòng móc này tức là vòng này mình sẽ có tổng cộng là 27 mũi nửa kép vòng kế tiếp cũng tháo kim đánh dấu ra các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng bên dưới nó phòng bên dưới của mình có một nửa kép mỗi chân xen hai nửa kép cùng chân thì vòng kế tiếp tăng cho mình số mũi nửa kép này lên một mũi mình sẽ có hai mũi nửa kép mỗi chân mũi đầu tiên nè đánh dấu vào mũi đầu tiên để đỡ phải lạc vòng ha tiếp tục mũi nửa kép thứ hai vào chân thứ hai khi có được hai mũi nửa kép mỗi chân móc nhiều hơn so với cái vòng bên trên một mũi rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được một cụm móc như thế này hai mũi nửa kép mỗi chân xen hai mũi cùng chân các bạn cũng móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng hai mũi nửa kép mỗi chân sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc móc đến cuối vòng thì cụm cuối cùng cũng là ba chân móc cuối cùng luôn ha. ta hoàn tất được vòng móc thứ tư vòng móc thứ tư này mình cũng có tổng cộng là chín cụm móc như thế này ha. cụm đầu tiên nè cụm móc thứ hai cụm móc thứ ba Cộng thứ tư cụm móc thứ năm cụm thứ sáu cụm thứ bảy cụm móc thứ tám và cụm móc thứ chín mình sẽ tăng được chín mũi móc cho cái vòng móc này đến vòng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự như vòng móc mà mình vừa móc tức ta sẽ dựa vào cái vòng móc bên trên nó vòng móc bên trên của mình có hai mũi nửa kép mỗi chân nè xen hai mũi nửa kép cùng chân móc thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng cho mình cái số mũi nửa kép lẻ mỗi chân này lên một mũi mình sẽ có ba nửa kép mỗi chân ha cứ đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên để khỏi bị lạc vòng ha tiếp tục mũi nửa kép thứ hai vào chân thứ hai mũi nửa kép thứ ba vào chân thứ ba có được ba mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc thì vòng móc này mình sẽ có cái cụm móc 3 mũi nửa kép mỗi chân xen 2 mũi nửa kép cùng chân. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn tiếp tục tăng cho mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Các vòng móc kế tiếp thì cũng tăng cái số mũi nửa kép lẻ mỗi chân này lên một mũi. Vòng kế tiếp sẽ là 4 nửa kép mỗi chân, tiếp tục sẽ là 5 nửa kép mỗi chân ha và xen kẽ sẽ là hai nửa kép cùng chân móc nè. Móc tương tự thêm nhiều vòng móc nữa. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 10 vòng móc tăng mũi nè. Lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có cái độ rộng ra rồi, thì để tính được size các bạn sẽ làm cho mình như sau. Ta sẽ có 3 cách để tính size ha. Cách thứ nhất cũng là cách đơn giản nhất. Đối với phần đỉnh nó ở bên trên nè, thì nó sẽ có cái độ hơi cúp lại như thế này, thì các bạn để nguyên cái hiện trạng này và mình đo luôn ha. Sử dụng thước dây nè, chọn cho mình một điểm đầu tiên và các bạn từ đây mình sẽ đo ở cái hàng ngoài cùng của cái phần mà mình vừa móc được. Cái mũi móc của mình nó sẽ có cái độ co giãn. Các bạn sẽ để nguyên cái hiện trạng này và mình đo chứ đừng có kéo căng cái đường móc ra ha Đo đến hết vòng Thì phần nón của mình nó sẽ nằm trong tầm khoảng 50-51cm Cách thứ hai đối với cái phần đỉnh nón của mình nó có cái độ hơi bo lại Các bạn ngửa cho mình cái phần thân nón lại nè Theo cái chiều mà mất cúp lại như thế này luôn nha Tiếp tục đo cho mình cái đường kính của cái vòng mà mình vừa có được Đặt nguyên cái phần này nó cúp lại như thế này luôn Sau đó mình sẽ đo cái đường kính mà mình vừa có được Khi đã có được cái số đo đường kính của cái vòng tròn này rồi Các bạn sẽ lấy cho mình cái đường kính này nhân cho 3,14 Mình sẽ ra được kích thước của cái vòng ngoài cùng Ở cái vòng tròn mà mình đang có ha Và tiếp tục cách thứ 3 Cách thứ 3 là nó hơi khó một tí nhưng mà nó sẽ chính xác hơn các bạn sẽ lấy cho mình 1 cm của thước dây, mình đo vào trong mũi móc. Thì 1 cm của mình tương ứng xấp xỉ bằng 2 mũi móc. Các bạn sẽ lấy cho mình cái số đo vòng đầu của size các bạn cần móc là bao nhiêu, mình sẽ nhân cho cái số mũi của 1 cm đó. Ví dụ như ở đây của mình là 50 cm, nhân cho 1,75, tức là 1 cm của mình xấp xỉ bằng 1,75 mũi nè. Thì các bạn sẽ lấy cái kích thước đó nhân cho cái số mũi của 1 cm, mình sẽ ra được cái vòng cuối cùng. Mỗi vòng của mình ở bên trên sẽ tăng lên được 9 mũi móc Ở cái vòng cuối cùng nếu các bạn tăng 9 mũi á Thì cái kích thước đó nó sẽ bị rộng quá hoặc là chật quá nè Thì đối với cái vòng cuối cùng á Khi các bạn đã tính cho mình được tổng số mũi của vòng cuối cùng mình có là bao nhiêu Thì ở cái vòng cuối cùng các bạn có thể tăng cho mình ít hơn 9 mũi Tức là ở đây mình đã tăng lên được 2 mũi nè Cái chân còn lại thì mình không cần tăng nữa ha Tức là nó sẽ không cần phải tăng hết cho đủ vòng Ở cái vòng cuối cùng và khi đã có được cái kích thước đó rồi, các vòng kế tiếp mình sẽ không tăng mũi nữa. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi nửa kép. Và khi móc thì lưu ý nhớ đánh dấu cho mình vào cái chân đầu tiên ha. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Sau đó cứ móc xoắn ấp thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình gặp đôi cái phần thân nón lại. Chiều cao từ phần đỉnh nón cho đến cái hàng mà mình móc cuối cùng Nó bằng chiều cao từ đỉnh đầu đến gần cái phần tai là được Kích thước này mình có để ở phần mô tả Các bạn có thể tham khảo dưới phần mô tả ha Sau đó mình sẽ móc theo cái kích thước phù hợp Và khi mình đã hoàn tất được phần thân nón rồi Bây giờ mình sẽ tạo cái hai cái bèo tai ở bên dưới Trước khi tạo hai cái bèo tai các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân nón theo cái mũi mà mình kết thúc ở mỗi hàng móc á. Gặp đôi lại thì mỗi cái bèo tai nó sẽ chiếm khoảng 1 phần 3 hoặc là hơn 1 phần 3 so với cái bề ngang mà mình có được của phần thân nón nè. Chia cái bề ngang phần thân nón ra làm 3 phần thì nó có thể đạt 1 phần 3 hoặc là hơn 1 phần 3 một tí. Tùy vào những bạn nào mà thích nó uh, ôm sát phần tai và nó rộng á, thì các bạn có thể làm cho mình uh, hơn 1 phần 3 ha. Móc lên hai mũi móc xích nè. Ta quay ngược đầu móc lại. Đối với cái phần trùm tai này mình sẽ giảm một mũi cho mỗi hàng móc. Thì để giảm một mũi các bạn bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi mình đạt được hơn 1 phần 3 so với bề ngang của phần thân nón. Khi móc thêm nhiều hàng móc thì cái độ rộng của phần trùm tai này nó đã hơn 1 phần 3 so với cái bề ngang phần thân nón rồi. Ta sẽ có được cái kích thước trùm tai như thế này tiếp tục đến cái hàng móc kế tiếp móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng này mình cũng giảm một mũi thì cách giảm mũi các bạn sẽ bỏ cho mình qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép các chân còn lại mỗi chân làm một mũi nửa kép cho đến cuối hàng Khi móc đến cuối hàng thì hàng móc này mình sẽ có số mũi móc ít hơn hàng phía trên một mũi. Ta giảm được một mũi cho hàng này rồi thì tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này cũng làm tương tự như hàng bên trên, tất bỏ mũi đầu tiên, các chân còn lại thì móc đều ha. Mỗi hàng móc mình sẽ giảm đi một mũi thì lúc này cái phần bèo của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại từ trên xuống dưới. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, các bạn sẽ gặp đôi phần thân nón lại Thì cái hàng mà mình móc ở phần bèo nó sẽ bằng một nửa so với chiều cao toàn bộ phần thân nón ha Hoặc là hơn một nửa cũng được Kết thúc thì mình sẽ cắt cái đoạn len này đi Và để xác định được cái phần trùm tai đối diện Các bạn cũng gặp cho mình cái phần trùm tai này Lại nè Gặp theo cái vị trí này thì chừa cho mình khoảng tầm 1 cho đến 2 cm, nó sẽ lệch 1 đến 2 cm. Khi đạt được cái kích thước này rồi đếm cho mình cái số mũi nửa kép ở cái phần trên mình có bao nhiêu mũi. Mình sẽ có tổng cộng là 7 mũi ha. Thì 7 mũi lúc này các bạn sẽ đo cho mình từ điểm bên này qua 7 mũi. Đánh dấu vào cái chân thứ bảy mà mình đếm được nè. Và các bạn sẽ đếm cho mình cái số mũi móc mà mình có được ở cái hàng đầu tiên của cái phần bèo là bao nhiêu mũi. Ở đây của mình là 17 mũi móc thì các bạn sẽ đếm ngược qua cho mình 17 mũi. Đâm kim vào chân thứ 17 đó. Mình sẽ tạo một nút ở cái đầu len kia ha. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ kéo cái nút này qua chân móc thứ 17 đó. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Mình cũng làm tương tự như cái phần thân bên này, tức là mỗi hàng móc giảm đi một mũi, thì chân đầu tiên là chân mình móc mũi dời đó không móc vào đó mà móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng khi móc được đến chân cuối cùng rồi móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại mình sẽ làm tương tự như cái phần trùm bên này bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cưng cuối cùng và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa Cho đến khi cái á, chiều dài này nó sẽ bằng với cái chiều dài mà mình có được của phần đối diện Thì ta sẽ hoàn tất được phần thân nón như thế này Đặt lại thì cái độ rộng rộng hơn thì nó sẽ là mặt trước Còn ở phía sau thì nó sẽ là mặt sau ót nè những bạn nào mà muốn cho cái kích thước ở phía sau nó sát lại một tí thì khi mà mình móc hai bên bèo á, các bạn sẽ canh cho mình nó rộng hơn cái khoảng mà mình có được là được. Bây giờ mình sẽ viền lại cái phần dưới này trước. Sử dụng cho mình một sợi len khác màu nè Các bạn sẽ đưa cho mình ở cái mặt sau Đưa sợi len ra phía sau Chọn cho mình một chân móc nằm chính giữa ha Một chân móc bất kỳ nằm chính giữa Ở phần thân sau Kéo cái sợi len này qua chân móc Móc lên một mũi móc xích Và mình sử dụng mũi đơn để viền Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa để ta cắt len không phải giấu len nhiều Móc tương tự cho đến điểm giao nhau giữa phần bèo với lại phần thân ha Khi hoàn tất được ở phần thân sau rồi đến cái điểm giao nhau giữa bèo với phần thân trên nè Thì cái chân móc giao đó mình sẽ không móc vào đó Mà để ý ở cái phần bèo Phần bèo thì mình sẽ không có những chân móc liên tiếp mà sẽ có thân chân móc Chân móc, thân chân móc và chân móc xen kẽ với nhau Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình lần lượt vào các chân móc Chứ đừng đâm kim vào thân chân móc và cái chân móc đầu tiên mình gặp móc một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục sẽ là một mũi móc đơn vào chân kế tiếp sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân kế bên ha tức là để viền được các cái mũi móc ở cái hàng nửa kép thì một chân là một mũi móc đơn và một chân là hai mũi móc đơn xen kẽ với nhau Ta sẽ được cái chiều rộng của cái phần này bằng với bề ngang của phần bèo là được. Và các bạn cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng này. Cứ viên một chân làm một mũi móc đơn thì chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc. Khi viền được đến cuối hàng này thì chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên của cái hàng hoàn tất ở phía dưới Móc vào đó hai mũi móc đơn Ta tạo được một cái góc đầu tiên rồi Các chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn Viền cho mình cho đến cái chân cuối cùng Thì chân cuối cùng nó sẽ tương tự như chân đầu tiên Móc hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng Ta tạo được góc thứ hai ha Sau đó tiếp tục là cái cạnh của cái phần bèo này thì cạnh này các bạn cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp và cứ xen kẽ như thế này cho mình mình sẽ viền tương tự cho các chân còn lại cho đến hết vòng sử dụng cho mình kim khâu len xỏ cái sợi len màu đen vào trong kim khâu mình sẽ tạo cái phần mạng nhện các bạn sẽ tạo cho mình ở mặt trước ha mình sẽ cắt một đoạn len khá dài nha sau đó sẽ giấu cái đoạn len ở cái phần viền mà mình vừa viền ở phần thân nón nè để viên lại được thì mình sẽ luồn cái kim vào các cái chân móc ở cái phần viền màu xanh á. Sau đó kéo cho đến cái đoạn cuối của sợi len. Tiếp tục các bạn dời kim cho mình đến cái chân móc ở phía sau của cái mũi mà mình vừa đâm được để mình cố định lại được cái mũi khâu ha. Sau đó đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa của phần thân nó. Họa tiết mạng nhện của mình sẽ được tạo ra bởi một dấu cộng từ trên xuống nè, ngang qua một dấu cộng và một dấu nhân ha. Thì các bạn từ điểm này mình sẽ làm lên một cái thân dấu cộng trước Lên trên đỉnh nón ha Đâm kim vào chân nằm chính giữa nè Điểm gần nhất với cái đường thẳng này là một cái đường chéo dấu nhân Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc một góc khoảng tầm 45 độ ha khi đâm kim thì nếu những bạn nào mà sợ cái sợi len của mình nó thừa ra bên trong quá thì các bạn giấu cho mình cái sợi len vào trong mũi móc sau đó mình sẽ đâm kim ra cái điểm chính giữa này. Thì điểm dấu nhân này các bạn tiếp tục đo xéo xuống phía dưới. Đây, đâm kim cho mình xéo vào phía dưới như thế này. Sau đó tiếp tục là một cái đường ngang. Tạo thành một dấu cộng với cái đường đầu tiên mà mình tạo nè. Còn một đường cuối cùng để tạo cái dấu nhân nè thì các bạn cũng tiếp tục dời kim cho mình xuống phía dưới. Các bạn có thể giấu cho mình nhẹ cái sợi len này vào trong các mũi móc mới đâm lên như thế này ha. Sau đó đâm qua nè. Thì để cho cố định lại được cái tâm điểm của cái mạng nhện này nè, các bạn sẽ tiến hành vòng cho mình vào các cái điểm giao ở đây. Với một cái chân móc sát cái phần uh, giao đó luôn nha. Và mình sẽ đâm ra cái điểm cuối cùng ở đây. Ta tạo được một cái mạng nhện cao như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tạo vòng tròn bên trong. Thì mạng nhện của mình sẽ tạo ra ở hai vòng tròn. Các bạn sẽ dời kim xuống phía dưới cho mình 1 phần 3 của cái đường mà mình vừa đâm kim kết thúc á. Cho khoảng cách từ tâm cho đến cái chân móc mà mình vừa đâm kim lên bao nhiêu thì cái đoạn này nó sẽ bằng với cái đoạn bên cạnh luôn. Đâm kim cho mình vào một cái chân móc sát cái điểm mà mình vừa đâm kim nè, quấn luôn cả cái sợi len màu đen ha để cố định lại được cái mũi khâu này các bạn tiếp tục vòng thêm một lần nữa ở cái chân móc mà mình vừa vòng đó tức là cái chân móc của phần thân màu đỏ vòng luôn với cái sợi len màu đen nè vòng hai lần như thế này để mình cố định lại được cái đường khâu hết tiếp tục từ tâm điểm lên đến cái tia kế tiếp nó cũng bằng với cái khoảng mà mình tạo đầu tiên cũng đâm kim vào một chân móc sát đó với qua luôn cả cái sợi len màu đen và mỗi cái điểm như thế này mình sẽ khâu hai lần ha để cố định lại được cái đường khâu và các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho các điểm còn lại để tạo ra một vòng tròn nguyên một chân móc nè với luôn cả cái sợi len màu đen một điểm như thế này sẽ khâu hai lần Tiếp tục di chuyển cho đến hết vòng. Khi đã hoàn tất được đến cái vòng đầu tiên rồi tiếp tục đưa xuống 1 phần 3 của cái đường mà mình tạo ở đó. Và làm một cái vòng thứ hai Vòng thứ hai thì cũng làm tương tự như vòng đầu tiên ha. Và cái khoảng cách nó sẽ ngắn hơn so với cái vòng đầu tiên. Ta sẽ hoàn tất được cái phần mạng nhện như thế này. Tiếp tục ở bên trong các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len vào trong các cái mũi móc nè. Giấu một đoạn thì mình sẽ lùi về một chân và mình tiếp tục giấu thêm một đoạn nữa để mình cố lệnh đại là cái đường khâu nó không có bị tuột ha. Khi dấu xong thì tạo một cuốc để cố định lại được cái đường khâu luôn. Cắt cái đoạn len thừa đi. Ta sẽ hoàn tất được cái mạng nhện như thế này. Mặt sau các bạn cũng làm tương tự cho mình ha. Mặt trước thì mình trang trí thêm hai mắt thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm mắt. Đầu tiên tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Không kết vòng mà móc lên hai xích. Ta quay ngược đầu móc lại. Vòng đầu tiên có 6 mũi đơn tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai thì 6 chân đó mỗi chân móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc chân đầu tiên hai kép đơn nè tiếp tục chân móc thứ hai móc hai kép đơn khi hoàn tất đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi kép đơn cho vòng này ha móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại Công thức móc của hàng móc thứ ba thì giống như cách mà mình tăng mũi ở cái phần đỉnh nón nè. Mình sẽ có hàng này là một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc ha. Chân đầu tiên một kép đơn, chân thứ hai là hai kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc, móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi móc được đến cuối vòng ta cũng tăng được 6 mũi cho vòng móc này. Tiếp tục lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Vòng móc thứ tư cách tăng mũi cũng tương tự, tức là ta tăng cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi. Mình sẽ có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Được hai mũi mỗi chân rồi nè, chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc. Và mình sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng nhưng để cho cái phần mắt của mình nó không có bị quá bầu cụm đầu tiên các bạn móc cho mình mũi kép đơn cụm thứ hai mình sẽ chuyển sang mũi nửa kép để móc ha tức là mình sẽ có hai nửa kép mỗi chân nè sau đó là hai nửa kép cùng chân móc cụm thứ ba và cụm thứ tư mình chuyển sang mũi đơn để móc tức là ta có hai cụm mũi đơn liên tiếp hai mũi đơn mỗi chân sen hai mũi đơn cùng chân ta có được cụm thứ ba nè cụm thứ tư cũng dùng mũi đơn để móc hai mũi đơn mỗi chân hai mũi đơn cùng chân còn hai cụm thì cụm thứ năm các bạn sẽ làm cho mình mũi nửa kép và cụm thứ sáu là mũi kép đơn ha ta có cụm thứ năm rồi nè thì cụm thứ sáu cuối cùng móc mũi kép đơn hai kép đơn mỗi chân sau đó là hai kép đơn cùng chân móc ta hoàn tất được lòng trong của phần mắt rồi móc lên một xích kéo vào cắt len bây giờ mình sẽ viền lại cái phần mắt đưa cho mình sợi len màu đen ra phía sau nè các bạn sẽ chọn cho mình một chân móc sát với cái bề ngang của phần mắt Đâm kim vào chân móc đầu tiên đó Kéo sợi len qua chân móc Móc lên một mũi móc xích Móc vào chân đầu tiên đó một mũi móc đơn Các chân móc kế tiếp thì để ý Mình sẽ có thân chân móc Chân móc Thân chân móc và chân móc xen kẽ với nhau Thì cứ đâm kim vào chân móc Mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc Khi móc nhớ dấu len ha móc đến cái điểm nằm chính giữa thì mình có chân của mũi móc đơn. Tâm điểm đầu tiên và chân mũi móc đơn thì chân mũi móc đơn móc một mũi móc đơn. Cái tâm là vòng tròn đầu tiên mà mình tạo móc hai mũi móc đơn. Chân của mũi móc đơn còn lại phía ngoài cũng móc một mũi móc đơn. Các chân kế tiếp là chân của mũi kép đơn nè thì mình sẽ móc mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc cho đến cuối hè Thì khi đã móc đến cuối hàng cái chân móc cuối cùng đó mình sẽ tạo một góc bằng cách móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân. Móc lên một xích và tiếp tục hai mũi móc đơn nữa, tức là chân này mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc đơn. Các chân móc kế tiếp của cái đường cung này thì mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và mình không cần phải tăng mũi nữa nha. Móc cho mình tương tự cho đến cuối hàng móc. Khi móc đến cuối hàng thì chân bên này mình có 4 mũi móc đơn. Đầu bên này các bạn sẽ móc tiếp cho mình 2 mũi móc đơn vào cái chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà ta tạo. Sau đó đâm kim luôn vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên một xích kéo vào cắt len. Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài, sử dụng đoạn len đó và mình sẽ khâu vào thân trước của cái phần thân nón ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tạo dây. Phần dây thì chụm cho mình nhiều màu sau đó mình sẽ kéo một đoạn len vừa đủ dài Gặp đôi cái đoạn len đó và kéo làm sao cho nó gấp đôi ha Kéo đến đoạn cuối cùng thì cắt cái đoạn len này đi Tạo cho mình hai lần liên tiếp như thế này Ở cái điểm mà mình gấp đôi lại á Đâm kim cho mình vào một chân móc ở chính giữa của phần bèo thân nón nè kéo cái đoạn mà điểm gấp của cái sợi len đó đó kéo qua cái điểm chính giữa này ở đây mình sử dụng kim nhỏ cho nên khi móc các bạn kéo dài cái mũi móc lên một tí sau đó mình sẽ kéo các cái sợi dây mà mình vừa có ở đây qua cái chân móc đó mỗi lần kéo len qua thì kéo dài cái mũi móc lên ha hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng kim to mình móc thì dễ dàng hơn móc cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ dài của cái sợi dây thì sợi dây này khi gấp đôi lại nó sẽ tầm khoảng một mét rưỡi nha khi mà ta đã hoàn tất rồi thì các bạn cắt cho mình cho cái đầu còn lại nó bằng nhau nè thì ta sẽ có được hai cái đầu dây tay bèo mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha khi thực hiện có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thành công